em đến với lại buổi học của bộ môn mỹ thuật. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn học đó là chủ đề 1, trang trí ứng dụng trên đồ vật. Và bài hôm nay chúng ta học là bài tạo dáng và trang trí mặt nạ. Thì ở bài này chúng ta có hai tiết. Tiết 1 thì chúng ta sẽ tiến hành tạo dáng cho mặt nạ, và tiết 2 thì chúng ta sẽ thực hành trang trí. Thì cũng tương tự những bài chúng ta đã học về bài trang trí, chúng ta cũng chỉ có 3 phần. Đầu tiên sẽ là phần chúng ta quan sát, nhận xét một số những cái hình dáng mặt nạ cũng như là chất liệu, tìm hiểu về những cái chất liệu của mặt nạ. Phần thứ hai là phần chúng ta tạo dáng và trang trí mặt nạ theo các bước, và cuối cùng là phần các em thực hành. Ở phần quan sát nhận xét thì chúng ta cùng quan sát một số những cái mẫu mặt nạ. Ở đây chúng ta thấy là hình số 1 thì có mẫu mặt nạ với chất liệu là nan tre, nó gọi là cái mẹt tre, được trang trí mặt nạ được trang trí trên những mẹt, trên mẹt tre. Thì những cái hình mặt nạ này thường là người ta trang trí vào những cái lễ hội dành cho thiếu nhi. Thì cái hình dáng, cái khuôn mặt của cái mẹt tre nó phù hợp với lại ví dụ như gần chúng ta nhất sắp tới là lễ hội Trung Thu. Còn bốn cái mặt nạ ở hình kế tiếp chúng ta thấy đây là cũng là mặt nạ lễ hội. Thì thường vào những dịp lễ hội thì chúng ta mới tổ chức những cái buổi hóa trang. Thì đây cũng là một trong những cái mặt nạ được thể hiện trong những cái buổi dạ hội. Nhưng ở đây thì cái mặt nạ này chủ yếu là chỉ che từ phần mắt trở lên, chứ không có nguyên một mặt. Thì về cách trang trí, tùy theo đối tượng mà chúng ta thấy là cái mặt nạ dành cho thiếu nhi thì màu sắc nó nổi bật hơn và nó đơn giản hơn. Còn đối với mặt nạ dành cho người lớn thì chúng ta thấy là cầu kỳ hơn, màu sắc nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta cùng quan sát tiếp một số những cái mẫu mặt nạ được cách điệu, có thể là theo nhân vật, ví dụ như là chú hề, hay là mặt người cười, mặt người khóc, hay là mặt nạ dành cho thế lực ác, hoặc là mặt nạ trong hát bội vân vân, hoặc là mặt nạ được cách điệu từ hình dáng con bướm. Và đây chúng ta cũng thêm một số những cái nhân vật được trang trí mặt nạ. Thì chúng ta biết là mặt nạ là thể hiện được phần nào những cái nhân vật trong tuồng cổ cũng có, trong hát bội cũng có. Và cái tùy theo cái nhân vật, ví dụ như là nhân vật anh hùng hay là liêm chính thì người ta sẽ trang trí khác. Còn nhân vật gian tà hoặc là nịnh nót thì chúng ta sẽ trang trí một cái khuôn mặt khác. Và hình kế bên đây là mặt nạ theo cái chủ đề là Halloween, cách điệu theo chủ đề là Halloween, chủ yếu là nhấn phần mắt và phần miệng sao cho nó phù hợp với chủ đề ma quỷ. Còn đây chúng ta cũng tham khảo thêm một số những cái mặt nạ thổ dân châu Phi. Thì đây thì làm được làm từ chất liệu là gỗ nè, được trang trí rất là tỉ mỉ. Thì cái mặt nạ của thổ dân châu Phi chúng ta thấy là nó dài hơn, khuôn mặt nó được thể hiện dài hơn và cách trang trí cũng nhiều hơn, công phu hơn. Thường là sử dụng những cái gam màu nhũ để trang trí, và thường là trang trí cách điệu trên khuôn mặt.
kế bên chúng ta cũng có thể quan sát thêm mặt nạ thổ dân da đỏ đó, về mắt mũi miệng tay chân. Về mắt mũi miệng hoặc là đầu thì chúng ta thấy họ phân mảng ra xen kẽ những cái gam màu tương phản, ví dụ như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, để thể hiện theo phong cách của người dân da đỏ. Và khi chúng ta vẽ, chúng ta cũng có thể tham khảo một số những cái mặt nạ của người thổ dân để thể hiện theo ý thích. Đúc kết lại thì các em hãy ghi giúp cô cái ý chính như sau. Thứ nhất là mặt nạ thì thường dùng trong trang trí ở những cái lễ hội hay là hóa trang cũng như là biểu diễn nghệ thuật. Và mặt nạ thì chúng ta cũng thấy nãy giờ, quan sát nãy giờ có rất là nhiều hình dáng, kích thước, cách trang trí thì phong phú, đa dạng với nhiều chất liệu như là gỗ nè, nhựa cũng có nè, giấy cũng có nè, mạt tre cũng có nè, vân vân. Về cách tạo dáng và trang trí thì phần này các em cũng ghi vào trong tập của mình. Đầu tiên sẽ là phần tạo dáng, thì chúng ta tùy theo ý thích chúng ta sẽ tự tìm hình dáng một mặt nạ có kích thước, có thể là hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn đều được. Và chúng ta có thể lựa chọn nhân vật, có thể là hình con thú, có thể là hình mặt người, hoặc là cũng có thể là hình một cái nhân vật nào đó mà chúng ta yêu thích, hoặc cũng có thể là trang trí một cái mặt nạ chỉ cần thể hiện từ mắt trở lên, không cần phải nguyên một cái khuôn mặt. Ở đây cô minh họa đó là những cái mặt nạ hình thú đơn giản. Và sau khi chúng ta tìm được hình dáng kích thước cho mặt nạ, chúng ta sẽ tạo dáng theo ý thích nhân vật mình yêu thích, rồi bắt đầu phân mảng ra để trang trí cho cái mặt nạ của chúng ta nó đẹp, nó nổi bật hơn bằng cách là bố cục mảng hình hoặc là đường nét. Sau đó chúng ta sẽ thể hiện màu sắc để cho cái mặt nạ của chúng ta nó nổi bật. Thì ở phần mặt nạ trang trí thì ở nhà mình có gì mình có thể vận dụng cái đó để trang trí, có thể là những cái nắp chai, có thể là kim tuyến, có thể là những cái hộp bẹt. Nói chung là chúng ta có thể tận dụng ống hút cũng được để chúng ta trang trí, dán ở trên cái mặt nạ cũng được. Nói chung là nhà mình có nguyên vật liệu gì mình vẫn có thể sử dụng để trang trí mặt nạ, quan trọng là ý tưởng sáng tạo của các em. Và đây chúng ta cùng quan sát thêm một số những cái gợi ý về cách tạo dáng mặt nạ để chúng ta hình dung được chúng ta có thể trang trí theo dạng nào, chúng ta có cái sự lựa chọn theo ý thích của mình. Bạn nào thích siêu nhân thì chúng ta sẽ thể hiện mặt nạ siêu nhân, thích lễ hội, mặt nạ lễ hội, trang trí cầu kỳ thì chúng ta chọn mặt nạ nửa ít mắt trở lên đó. Chúng ta thích nhân vật nào thì chúng ta thể hiện nhân vật đó, hoặc là chúng ta chọn cái mặt nạ cho ngày Halloween cũng được, ví dụ như là hình ảnh của mặt nạ quả bí, hoặc là mặt nạ người dơi, hoặc là mặt nạ con dơi chẳng hạn, hoặc là chú hề vân vân. Đây chúng ta sẽ tham khảo ha một số những cái hình dáng của mặt nạ con vật lễ hội, hoặc là những nhân vật mình yêu thích. Ở phần thực hành thì các em hãy lựa chọn hình dáng, họa tiết trang trí cho mặt nạ của mình. Và như cô đã nói là chúng ta sẽ được quyền tự do sáng tạo. Thì bài này chúng ta có 2 tiết, cho nên là tiết này chủ yếu các em tập trung vô tạo dáng mặt nạ, ra được cái hình dáng mặt nạ rồi thì chúng ta sẽ suy nghĩ tới những cái họa tiết, những cái đường nét, những cái mảng màu.
trang trí sao cho mặt nạ của mình vừa mang tính sáng tạo mà mang cái đặc trưng riêng của bản thân mình, và chúng ta vẫn có thể sử dụng cho dịp Halloween hoặc là dịp lễ hội trong năm. Về tham khảo thì mấy em sẽ cùng tham khảo thêm một số những cái mẫu mặt nạ đây cho mấy bạn, cho các em tham khảo với những gam màu sắc đi tông. Ai thích màu nóng thì chúng ta sẽ lựa chọn màu nóng, ai thích màu lạnh, tông lạnh thì chúng ta sử dụng những gam lạnh, hoặc chúng ta có thể kết hợp giữa gam nóng và gam lạnh. Và đối với mặt nạ lễ hội thì chúng ta lưu ý là cách trang trí, cách điệu ở phần mắt là chủ yếu, nên chúng ta lưu ý và để làm cho cái mặt nạ của chúng ta nó đẹp hơn, mang phong cách riêng của mình hơn. Và tiếp đây theo là những bạn nào thích những cái con thú thì chúng ta sẽ nghiên cứu tham khảo những cái mẫu này với những cái con vật, con thú mà mình yêu thích. Đó. Cách trang trí cũng đơn giản thôi, chúng ta không cần phải cầu kỳ, tùy theo khả năng của mỗi bạn mà chúng ta sáng tạo theo cách riêng của mình. Và đây nữa ha, gợi ý cho chúng ta một số những cái mẫu mặt nạ các con vật hoặc là những cái nhân vật mình yêu thích, làm sao cho nó nổi bật, phù hợp. Phần hướng dẫn về nhà thì các bạn hoàn thành cho cô cái bài tạo dáng trước ở tuần này, và tuần sau thì chúng ta vẫn tiếp tục mở bài này xem, rồi sau đó chúng ta tiến hành trang trí mặt nạ. Và bài tuần sau nữa thì cô dặn luôn là chúng ta sẽ học sang nền mỹ thuật thời Lê. Đây là một bài thưởng thức mỹ thuật, cho nên là dụng cụ chuẩn bị, thứ nhất là các em nhớ xem trước bài sơ lược về mỹ thuật thời Lê trong sách giáo khoa. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị tập ghi bài, ghi dùm cô tựa bài F1, 1, 2, 1, 2, 3 la mã và các mục 1, 2, 3 nhỏ trong sách giáo khoa. Chuẩn bị sách giáo khoa, bút cầm, chuẩn bị luôn cả bút dạ hay bút đỏ, thước để chúng ta gạch những ý chính trong sách, hay chúng ta phải ghi vào trong tập thì chúng ta gạch ý trong sách để chúng ta nắm bài. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Cô chúc các em nhiều sức khỏe. Mến chào các em. Chúc các em làm bài đạt được hiệu quả cao trong mùa dịch. Hẹn gặp lại.